Rồi hôm nay là sấy xúc bắp luôn. Sấy xúc bắp với lại mở ra coi nồi xe này nè. Xe này gắn bình xăng chưa chờ 125 rồi, chưa chờ neo. Rồi gắn đầu lòng ống hơi rồi ghê gớm luôn à. Quay chơi ha. Đó. Ở đâu đây? Ở Long An hả? Lotte Mart. Lotte Mart. Từ quận 7 á, quận 7. Lotte Mart quận 7 nè. Rồi đúng đây mà. Đời xem mà. Rồi. Đây là ở đây một xe này là thay sinh cam ở Bình Dương nè. Thay sinh cam ở Bình Dương. Rồi, tình trạng là đôn dên cho nó, đôn lò xo. Đó. Hú lắm nha. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt bệnh nó từ từ đây, coi thợ thay gì trong đây. Là đôn cái lò xo đũa thắng nè. Bữa mình có một clip mình nói là này là bùa phép thì dữ. Đó. Rồi Zalo thì anh em liên hệ hai số này cho mình ha, muốn mua đồ hay muốn sửa xe gì liên hệ trước cho mình để mình sắp xếp thời gian. Liên Zalo liên hệ hai số này. Anh em nhớ ghé quán nước về 7 ủng hộ về 7 cái nha. Rồi. Quay bắt hai. Đó. Chiếc xe này nha, chiếc xe quay này nè. Rồi sau khi mà mình bỏ cái lò xo này ra, rồi tháo ống sáo ra cho nhớt ở dưới đít ống sáo á, nhớt của van một chiều á, nó xả ra hết. Rồi mình bỏ lò xo này ra, chỉnh cò lại im ru, hết hú. Rồi, xe hú dữ lắm nha. Rồi xong, một chiếc. Rồi sau khi tháo ra thấy bộ nồi cũng mới, thì nãy xe chạy là bị hụt ra. Bây giờ mình sẽ xúc lại bình xăng nè. Rồi kiểm tra lại canh bố nồi lại thôi. Vậy sấy xúc bắp. Sau khi kiểm tra thì cái bố nồi này thì chỉ canh lại thôi. Rồi chuông đồ chuông thì gờ, hơi gờ, chuông gờ dữ lắm. Bố nồi canh lại được. Chuông thì gờ nha anh em. Rồi xe này thay sinh cam mấy bánh tăng rồi nè. Rồi này cũng bị bùa cái lò xo tăng cam nè. Anh em thấy không? Rồi thay sinh đề, cao su đỡ sinh đề. Thay phốt nè, xì nhớt nữa nè. Rồi. Rồi chảo đầu thì đóng khói ít là thì bây giờ là sấy xúc bắp lại thôi. Dấu hiệu này là hao xăng nè, chảo đầu thì dấu hiệu là dư xăng. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sấy xúc bắp xe nghe. Cam mình sẽ thay cô vô với lại NTN nha. Đây nè, cô vô. 6 NTN 6905. Đó. Rồi nè, cô vô NTN rất là nhiều, Nachi nè. Đó. Rồi nè, 6904 nè, bà đạn cam của quay S rồi nè. Rồi. Rồi bạc đạn 6000 anh em Nachi nè. NTN 6905 nè. Rồi thấy chưa anh em, rồi anh em coi nè, mấy sâu bạc đạn này thôi, một rổ bạc đạn này là anh em biết bằng mấy rổ bạc đạn mà đồ giỏm anh em. Rồi một bịch này thôi bằng mấy bịch kia anh em.
mấy bịch mà loại thường á. Rồi à, hai đầu tốt thì nó tốt thôi. Vô và đạn cam rồi, vô cam tròn. Rồi bố nồi xe này là bố nồi zin nha, bố nồi zin cho nên là mình để lại, mình chỉ canh lại thôi. Bố nồi zin mình để lại nha anh em. Rồi bà đạn 6002 ép nồi lắc lắm anh em, mình thay bà đạn mới, thay na chi luôn. Sên cam thì thay sên cam đây đây nè. Kính thưa các loại bê tông bạn, vệ sinh buồng đốt xe chứ phải vệ sinh buồng đốt xe này nha. Cái này mà giờ sẽ cũng đốt rồi, thua luôn đó. Rồi sau khi mà mình đưa bộ nồi vô, mình bắn bán nồi, bắt máng nhớt rồi nha. Anh em nhớ là xe quay alpha cái chỗ này là nó ngắn hơn của xe rim rồi nè. Ở trong đây nó có cái đầu nia, chỗ này nó ngắn mà nó phải có một con lông đền, cái khâu lông đền nhét vô đây nữa. Rồi bắt hai con trước vậy nè, để mà chút nữa mình bắt hai con nữa thì mình không có quên xiết bốn ốc này nha. Quên xiết bốn ốc này ra nó đánh vô cái chuông nha, nguy hiểm lắm. Anh em theo mình học nghề cũng lộn nhiều lắm nè. Anh em thấy hai con ốc nè, hai ốc bắt máng nhớt nè của Alpha nè. Một cái là một con ngắn là ốc máng nhớt nè, còn còn bốn con mà bắt cái lò xo, cái nắp lò xo này nè. Anh em thấy không? Là nó dài hơn cho anh em hay bắt lộn lắm. Đó. Của rim thì nó không có đầu dù, nó không có đầu dù quen cái này. Đó. Em lưu ý nha. Rồi bắn bán nồi sau vô. Rồi gì đồng đội mình đang ráp đầu nồng, nếu mà mình gắn cái bố ba kèn vô nó sẽ kéo sinh cam, cho nên là mình bắn trước cái nồi sau vô nè, thì mình bắn nó xay cũng sao. Mà nó dặn là để rồi bà đạn ép nồi trong cái qua lăng á, bà đạn ép nồi mới nè đây. Rồi mình nại mặt bít ra nha, không có mặt bít nên mình nại ra. Rồi nha anh em. Rồi, lò xo căng xích cam. Tay lò xo căng xích cam. Đầu lòng ống hơi đồ dữ dằn. Rồi bây giờ mình sẽ xúc bình xăng con này lại. Dơ quá. Rồi. Rồi sau khi test xe thử thì xe ok nha anh em. Khi mà chạy thử mình đi xả nước cứu thân cái. Rồi. Sáng sớm giờ có cà phê chưa kịp uống nữa, làm xe này lâu quá. Hay là giọng nồi nha. Rồi xe làm xong thì chạy ok lắm nha anh em. Mình quay lại chờ Nhân Đức cho anh em coi nè. Đó, vừa nước vừa ngon lành. Xong rồi bắt cản đáy chân với lại cái đồ dò đạp thôi. Rồi giao xe khách nha. Rồi. Mình lấy hình nền kìa. Lấy hình nền cái đầu đèn.
hết rồi. Anh em cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Cái gì sửa xe thì anh em liên hệ hai số này đó. Rồi hôm nay có một chú lùng ghé tiệm đó nè. Ồ, chú lùng đi ghé tiệm rồi đó. Rồi anh em nhớ ghé, bông đẹp quá, quay lại. Anh em nhớ ghé dì Bảy Xà Lan, ủng hộ dì Bảy Xà Lan nha. Dì Bảy, chào cái dì Bảy Xà Lan. Rồi nhớ ghé quán nước ủng hộ dì Bảy Xà Lan nha. Rồi do lính mới á, là mới là mình tới, mình mới tậu được lính mới, nhưng mà mấy bữa nay em nó bị sốt cho nên là chưa có đi làm được. Thì anh em mà có này, đường Lê Văn Lương, anh em nào mà có muốn xuống sửa xe á, thì anh em nhớ gọi trước cho mình hay nhắn tin trước để mình sắp xếp thời gian coi có vướng xe dùng nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều, anh em nhớ đăng ký clip mình nha, nhớ ủng hộ mình nha. Rồi.